Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Từ ngàn xưa, công lao của người cha và ân nghĩa của người mẹ đã được đúc kết qua hai câu ca dao mang nặng nghĩa tình. Quả vậy, ân nghĩa cha mẹ là không gì có thể so sánh được, như suối nguồn vô tận chảy mãi chẳng khi nào vơi cạn. Trong ngôn ngữ của người Việt, mẫu nghĩa là mẹ. Từ niềm tự hào con rồng cháu tiên được mẹ Âu Cơ sinh ra bởi bọc trăm trứng, trải qua quá trình bồi đắp và phát triển, khái niệm mẫu ngày càng được mở rộng hơn. Đạo mẫu dần hình thành và trở nên một hình thức tín ngưỡng tâm linh đặc biệt của người Việt, đáp ứng nhu cầu khát vọng trong đời sống thường nhật của một dân tộc được sinh ra, lớn lên và phát triển trong nền văn minh lúa nước. Sóc Sơn, cảnh đẹp người sinh, có tiên cô bé thánh nghi minh nghi phụ trần. Bốn phương nam bắc xa gần, nơi xa dậy tiếng, nơi gần biết cô xóm rồng, đồi núi nhấp nhô ngai vàng cô bé một tòa nguy nga. Lộc gần xa cho đồng, tiên cô bé anh linh lừng lẫy phép sơn trang, đã dậy thần oai anh linh cô bé đền ai. Sóc Sơn địa linh chung tú đền ngai vàng, lạc thú hoa viên tiếng thơm vang khắp mọi miền. Rồng nhân kiệt địa linh, Sóc Sơn cảnh đẹp lung linh khác thường. Tuyền tung cúc trúc mai, yến oanh nghi, uyên oanh ca hót sớm mai, muôn hoa khoe sắc, hương bay ngạt ngào. Khách
bộ hành ngước mắt trông lên. Tam tòa, tam tòa thánh mẫu trang nghiêm, công đồng tứ phủ lưu truyền sự sanh. Truyền sự sanh tiên cô bé anh linh lừng lẫy hiệu ngai vàng, đã dạy thần cơ thành đồng trăm họ nương nhờ. Cửa nhà ấm êm, ai nhất tâm ý về hầu cô bé, cô độ cho ách nghi hạn băng tiêu, cô độ cho trăm chứng hiểm nghèo, thuốc tiên phù chú bệnh nghi đều tan đi không. Bắc ghế kêu cầu ơn trên bảo hộ, đời sau vững bền. Còn ma phân dườm già tóc mưa mây. Châm xiêm nghi sực nước hương sông nghi, mắt nở hồ thu thủy má hồng nhụy sen. Sơn trang nhạc phù tấu trình mẫu vương,
sông ta cơm hoa trời bao la, còn vang danh hàng vạn chiến công bảo vệ nước nhà. Nhân dân ta nhớ ơn đời ông cha, khắc ghi thành tín ngưỡng Việt Nam từ phủ vạn linh. Tám tòa thánh mẫu, ngũ vị tôn quan, chầu ba cao sang rồi đến các hoàng. Thánh cổ thánh cậu chấm linh, dạy con phải biết chữ tình, tình người nguyện ghi nhớ trong tim. Chắp tay lạy mẫu người anh linh, chúng con ngàn đời do tôn vinh. Mẫu yêu thương quần phù trợ che nó ấm an bình. Nhất tâm thiện sáng đông thánh cao, tốt đời đẹp đạo là ước ao. Gìn giữ truyền thống vẻ vang đất nước lạy mẫu anh linh. Chầu ba cao sang rồi đến các hoàng. Thánh cổ thánh cậu chấm linh, dạy con phải biết chữ tình, tình người nguyện ghi nhớ trong tim. Chắp tay lạy mẫu người anh linh, chúng con ngàn đời sao tôn vinh. Mẫu yêu thương quần phù trợ che nó ấm an bình. Nhất tâm thiện sáng đông thánh cao, tốt đời đẹp đạo là ước ao. Gìn giữ truyền thống vẻ vang đất nước lạy mẫu anh linh. Tứ phủ tiền lãnh lai giáng hạ, tam tòa thanh mẫu hiện nhân gian na. Phú quốc non dân đón sông Việt Giang Sơn, ngàn đời bình yên. Tiên thánh tòng không lai giáng hạ, phát nhân tâm nguyện thính gia đà. Tùy phương ứng hiện biến hoàng bình, nguyện giáng nhân gian nan bao trả. Tứ phủ tiền thánh lai giáng hạ, tam tòa thanh mẫu hiện nhân gian na. Phú quốc trời trên nó sơn ngàn đời yên. Tiên thánh tòng không lai giáng hạ, phát nhân tâm nguyện thính gia đà. Tùy phương ứng hiện biến hoàng bình, nguyện giáng nhân gian. Quân và Hồng Nhung xin trân trọng chào đón các quý vị đại biểu, khách quý, các thanh đồng, đạo quan đã tới tham dự chương trình Bách Thiện Hiếu Vi Tiên tại Đền Cô Bé Ngai Vàng ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Lạy Mẫu Anh Linh do đệ tử Tuấn Ngọc là một trong những đệ tử của Đền Cô Bé Ngai Vàng. Và đây cũng là một trong những ca khúc mà Tuấn Ngọc tự sáng tác trong dự án âm nhạc viết về Thánh Mẫu. Và để có thể có được một dự án thành công như vậy thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến thầy Huyền Tích đã luôn là người mà đồng hành cùng với Tuấn Ngọc để có được những ca khúc thành công như vậy. Và một lần nữa xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng tham dự với chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam chúng ta, Nam Quốc Sơn Hà dưới thời Tiền Lê đã khẳng định sông núi nước Nam, vua Nam ở, giành giành định phận ở sách trời.
Trong bản tuyên ngôn tiếp theo, Bình Ngô đại cáo lại một lần nữa tiếp tục khẳng định: như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Và kết thúc tuyên ngôn là những câu: càn khôn Bĩ rồi lại Thái, nhật nguyệt Hối rồi lại Minh, ngàn năm vết nhục nhã sạch lầu, muôn thuở nền Thái Bình vững chắc, Âu cũng nhờ đất tổ tông linh thiêng đã lặng thầm phù trợ. Thưa quý vị, triều đình nhà Lê với tư tưởng đề cao và độc lập về văn hiến, độc lập và tự chủ về lãnh thổ, nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại cũng như hỗ trợ đắc lực của tâm linh trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Và cho đến ngày hôm nay, những thế hệ trẻ cũng vẫn đang tiếp tục noi theo, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Và trong đó là đạo mẫu, một tín ngưỡng đã có từ lâu đời. Đạo mẫu lấy tôn thờ mẫu là mẹ, là nơi con người ký thác những mong ước, khát vọng về đời sống trần thế của mình. Và noi theo đức hiếu hạnh của Thánh Mẫu không chỉ là các thánh đồng, đạo quan mà đông đảo tầng lớp nhân dân cũng đang phát huy truyền thống sống tốt đời, đẹp đạo, nhớ ơn và báo hiếu với các bậc sinh thành. Đã bao lâu rồi quý vị ở đây chưa nói lời cảm ơn hay lời xin lỗi đến các bậc sinh thành của mình ạ. Và chúng tôi tin rằng ngày hôm nay cũng sẽ là một cơ hội tại Đền Cô Bé Ngai Vàng ở trong sự kiện này của chúng ta sẽ là cầu nối để giúp cho các quý đệ tử có thể nói được những câu cảm ơn, những lời xin lỗi chân thành nhất từ tận đáy lòng mình gửi đến những người bố, người mẹ thân yêu, những bậc sinh thành với công ơn trời bể đã dạy dỗ, dưỡng dục chúng ta nên người. Vâng ạ, và cũng cùng với những điều mà MC Hoàng Quân vừa chia sẻ, đó là cũng thay lời cho đồng thầy Thủ Nhang Huyền Tích khi mà đã dành rất nhiều tâm huyết của mình và đặc biệt là đặt tên cho chương trình ngày hôm nay với tên gọi là Bách Thiện Hiếu Phi Tiên, noi theo đức hạnh của Thánh Mẫu, tri ân đấng sinh thành. Thưa quý vị, xin quý vị dành một tràng pháo tay để chúng tôi sẽ tiếp tục cho chương trình ngày hôm nay ạ. Và tới tham dự chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Về phía Đền Cô Bé Ngai Vàng, xin trân trọng giới thiệu đồng thầy Huyền Tích, Thủ Nhang Đền Cô Bé Ngai Vàng. Thưa quý vị, và xin được trân trọng giới thiệu ân sư Tự Huyền Thông. Và xin trân trọng giới thiệu đấng sinh thành của Thủ Nhang Huyền Tích, ông Phạm Trung Chủ. Và xin được trân trọng chào đón. Và thưa quý vị, về phía các vị khách quý, xin được trân trọng giới thiệu và cảm ơn sự hiện diện của giáo sư sử học Lê Văn Lan. Trân trọng giới thiệu bà Trương Thị Hiền, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Thanh Hà. Xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của ông Đoàn Xuân Tám, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn Thanh Hà đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Và xin đặc biệt chào đón ông Đỗ Khắc Thân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc. Thưa quý vị, và đặc biệt ạ, hôm nay thì tất cả các tân thanh đồng đệ tử của Đền Cô Bé Ngai Vàng thì đang trong trang phục, đó là những chiếc áo dài màu đỏ. Và cùng với đó là quý vị quan khách gần xa đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tất cả quý vị đã cùng đến với buổi lễ của chúng tôi. Và ban tổ chức cũng xin được nồng nhiệt chào đón cũng như gửi lời cảm ơn đến đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã tới tham dự và đưa tin về hoạt động rất ý nghĩa này. Vâng ạ, và thưa quý vị, bên cạnh những cơ quan thông tấn báo chí để có được một sự kiện thành công như ngày hôm nay thì cũng chân thành được cảm ơn đến ekip thực hiện chương trình. Trong đó thì có đạo diễn Tống Xuân Tiến, hay như bên cạnh Hồng Nhung lúc này đây thì là MC Hoàng Quân, là một trong những MC của chương trình Cà Phê Sáng của VTV3. Và cùng với tất cả các diễn viên của chúng tôi ngày hôm nay đến từ Nhà hát Quân đội, xin được nồng nhiệt chào đón tất cả các bạn đã cùng đến trợ duyên cho sự kiện ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt là tín ngưỡng dân gian, tín ngưỡng nội sinh rất đặc sắc của dân tộc ta hiện nay. Và thực hành tín ngưỡng thờ mẫu đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2016. Và thưa quý vị, ngay sau đây, để hiểu hơn về tín ngưỡng thờ mẫu cũng như là những ý nghĩa của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Thủ Nhang Đền Cô Bé Ngai Vàng, đồng thầy Huyền Tích là người đã... Thank you.
sự hiện diện của giáo sư sử học Lê Văn Lan. Còn kính chúc giáo sư sức khỏe dồi dào, kính chúc các vị khách quý, các ban ngành đoàn thể, ban lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện cho con buổi lễ tri ân được diễn ra tốt đẹp. Kính chúc tới các đấng sinh thành cùng các chư vị đồng đền, đồng điện, tân thanh đồng cùng bản hội bách gia chăm họ lời chúc tốt đẹp nhất. Nay đã không quản đường xá xa xôi về chợ duyên tác phúc cho buổi lễ tri ân đấng sinh thành được thành công như nguyện của con. Thủ nhang con xin có lời cảm ơn chân thành tới toàn thể bách gia chăm họ có mặt tại pháp hội ngày hôm nay. Sau đây buổi lễ khai mạc tri ân đấng sinh thành bách thiện hữu vi tiên xin được bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ đến từ đồng thầy Huyền Tích. Hồng Nhung cũng là một đệ tử của đền Cô Bé Ngai Vàng và thực sự phải nói rằng là các thầy trò của đền Cô Bé Ngai Vàng đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức cho chương trình ngày hôm nay. Dù là thầy Huyền Tích thì rất là bận rộn, thế nhưng mà với mong muốn ở trong lòng đó là hoằng xương đạo mẫu và để cho các con của mình có cơ hội được báo hiếu, tri ân đến với cấp bậc sinh thành. Và sau đó thì có một điều mà Hồng Nhung luôn nhớ mãi khi mà thầy Huyền Tích có chia sẻ đấy ạ. Đó là thầy rất thương cho các thanh đồng, có những người mà khi mà bắt đầu chính thức bước vào ngôi nhà đạo mẫu thì cấp bậc sinh thành thậm chí là có nhiều người không biết và có những người còn chưa nhận được sự ủng hộ đến từ gia đình. Nên ngày hôm nay cũng là cầu nối như vậy để cho các bậc sinh thành, thân sinh phụ mẫu của các thanh đồng có thể hiểu hơn về những cái nỗi vất vả của các con của mình. Và bằng tất cả sự chân thành nhất thì thầy Huyền Tích như một người cha, một người mẹ và mong muốn cho tất cả các con của mình có những điều tốt đẹp nhất. Xin trân trọng cảm ơn thầy đã dành cho chúng con có một buổi lễ rất đặc biệt như ngày hôm nay. Vâng, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón một vị khách mời rất đặc biệt ở trong chương trình ngày hôm nay. Một nhà nghiên cứu về văn hóa, về lịch sử với rất nhiều những kiến thức. Các vị lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu, khách quý, con nhang, đệ tử của tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ Việt Nam ở khắp miền đất nước hôm nay tụ hội ở đây. Thưa quý vị, 2600 năm về trước, khi Đức Khổng Tử lập nên Nho giáo, thì Tam Cương, Ngũ Thường là những nguyên tắc xương sống đã được Ngài đưa vào làm cái nền tảng của Nho giáo. Ngũ thường đó là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Còn tam cương thì đó là quân thần, phụ tử, phu phụ. Ba cái cương lĩnh để làm nên cái xương sống của đạo Nho, tam cương ấy thì có một sợi chỉ xuyên suốt để thực hành. Đó là hai chữ trung và hiếu. Trung với vua, hiếu với cha mẹ. Khi
vào thế kỷ thứ 19, cụ Đồ Triều, nhà thơ mù Nguyễn Đình Triều, viết trong Lục Vân Tiên rằng: trai thời trung hiếu làm đầu, gái thì tiết hạnh làm câu sửa mình. Thì đấy là lúc ngôi sao sáng của văn đàn lịch sử dân tộc Nguyễn Đình Triều nói về chữ trung, chữ hiếu trong tam cương ngũ thường của đạo Nho. 80 năm trước, khi tôi 10 tuổi, thì đã được đi học Quốc Văn Giáo Khoa Thư lớp Đồng Ấu. Ở đó có sách của Ngài Lý Văn Phức. Bây giờ thì Ngài có tên ở một phố của Hà Nội, Lý Văn Phức. Ngài là tác giả của sách mà 80 năm trước, khi còn học lớp Đồng Ấu, tôi đã được học, và bây giờ sau 80 năm thì vẫn nhớ. Đó là sách Nhị Thập Tứ Hiếu. Ngài Lý Văn Phức viết trong cuốn sách Nhị Thập Tứ Hiếu ấy 24 tấm gương của những người con hiếu thảo trong lịch sử phương Bắc. Trong đó có một chuyện mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ. Đó là nằm váng khóc măng. Váng tức là băng giá nó phủ trên mặt đất, khiến cho người mẹ của nhân vật có hiếu trong nằm váng khóc măng, tức là Nhị Thập Tứ Hiếu ấy đấy, một hôm có bà mẹ già, mà bà mẹ già thì lại ngỏ ý với con trai rằng mẹ muốn được ăn canh măng. Canh măng vào mùa đông phương Bắc thì đã bị vùi ở dưới đất mà có băng giá phủ ở trên. Như vậy rất khó lấy được măng lên để nấu canh cho mẹ già của mình. Nhân vật có hiếu trong Nhị Thập Tứ Hiếu, trong chuyện nằm váng khóc măng, đã quỳ xuống chỗ gốc tre đó mà bị băng giá phủ kín như thế đấy mà khóc. Kỳ diệu thay, những giọt nước mắt của người con có hiếu nhỏ xuống nền băng giá như vậy đã lập tức làm tan băng và nhành măng hiện ra. Và mầm măng đó đã được người con có hiếu nhờ tiếng khóc thương mẹ đã hiện ra và được mang về nấu canh cho mẹ già ăn. Đấy là chuyện nằm váng khóc măng ở trong sách Nhị Thập Tứ Hiếu của Ngài Lý Văn Phức. Và đấy cũng là chữ hiếu của đạo Nho. Đạo Nho được du nhập và thịnh vượng ở Việt Nam được đánh dấu bằng việc vua Lý Thánh Tông cho xây dựng văn miếu để thờ Khổng Tử vào năm 1070. Nhưng trước đó 42 năm, vào năm 1028, thì chưa cần đến sự xuất hiện của văn miếu thờ Khổng Tử của đạo Nho, mà vào năm 1028, trước năm 1070, 42 năm, đã có cái sự kiện trong lịch sử dân tộc ở thời nhà Lý. Ấy là vào ngày mùng 3 tháng 3, cũng chính là ngày hôm nay, nhưng mà là
95 năm về trước, vua Lý Thái Tổ băng hà. Theo di chiếu thì Thái tử Lý Phật Mã sẽ được tôn lên làm vua kế nghiệp kế vị ngai vàng. Nhưng đúng vào Lý Thái Tổ băng hà như thế, quần thần chuẩn bị tôn Thái tử Lý Phật Mã lên làm vua đấy, thì xảy ra bạo loạn, gọi là loạn Tam Vương. Ba Tước Vương, Dực Thánh Vương, Đông Chính Vương, Mật Kể Vương, ba vị vương đó đã đưa quân vào trong cấm thành và tranh ngôi hoàng đế của Lý Phật Mã. Sau khi dẹp tan cái loạn Tam Vương đó, thì Lý Phật Mã lên ngôi Lý Thái Tông, vua thứ hai của triều đại nhà Lý sau Lý Thái Tổ, cũng ngay vào năm 1028 đó, cách đây vừa đúng 995 năm. Điều gì đã xảy ra vào cái việc nổi loạn Tam Vương bị dẹp tan? Ấy là Lý Thái Tông Phật Mã sau khi đã dẹp được loạn thì quyết định tổ chức một hình thức hội thề và thờ ở đền Đồng Cổ, tức là đền thờ vị thần trống đồng, để bắt buộc tất cả trăm quan văn võ đến cái đền thờ thần Đồng Cổ đó, thần trống đồng đó mà thề. Thề như thế nào? Lời thề đó được chép vào sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nguyên văn, chỉ có ba câu nhưng rất thiêng liêng như thế này: làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, thần minh chu diệt. Như thế đấy, kẻ làm tôi mà không trung với vua, người làm con mà không hiếu với cha mẹ thì thần minh chu diệt. Cái gọi là hội thề trung hiếu đó ở đền Đồng Cổ bây giờ vẫn tọa lạc ở phường Bưởi của kinh thành thủ đô Thăng Long, Hà Nội, và hàng năm vẫn tổ chức thực hiện lại cái hội thề trung hiếu đó. Như vậy, chữ hiếu ở Việt Nam xuất hiện có một sự kiện rất quan trọng vào năm 1028, cách đây 995 năm, tức là 42 năm trước khi vua Lý Thánh Tông cho lập văn miếu để thờ Khổng Tử đấy, thì đã có chữ hiếu được đưa vào lễ hội gọi là hội thề trung hiếu đặc biệt của nước Đại Việt rồi. Vậy là chữ hiếu một bên có nguồn gốc ở Nho giáo, Khổng Tử giáo phương Bắc, nhưng một bên chính là sản phẩm đặc biệt tinh thần vô cùng có giá trị của dân tộc chúng ta từ thời nhà Lý. Chữ hiếu trong lịch sử quan trọng là như thế. Cho nên truyền nghìn năm tới những thời gian gần đây thì có hiện tượng là những người tin theo đạo Phật, Phật giáo mà đứng đầu là Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ngài đã vận dụng những yếu tố của lịch sử, của văn hóa dân tộc mà tạo ra và đề cao lên một nghi lễ của đạo Phật, nhưng mà tích hợp vào đấy chữ hiếu
của Nho giáo và của đạo lý dân tộc bằng cái hình thức thuần túy Phật giáo. Đó là lễ Vu Lan Báo Hiếu được tổ chức hàng năm vào ngày rằm tháng 7. Thưa quý vị, ở đây có một kinh nghiệm rất quan trọng mà tất cả chúng ta ở đây nên suy ngẫm. Ấy là ngày rằm tháng 7 vốn từ xa xưa và từ trong bản lĩnh, bản chất là ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân. Đấy là một hình thức sinh hoạt tâm linh của dân tộc chúng ta, thương nhớ, biết ơn và tỏ lòng nhân đạo với những vong hồn mà vào ngày rằm tháng 7 đấy, thì được thoát khỏi địa ngục, lên trần, nhưng mà lang thang cơ nhỡ. Do đó, có ngày rằm tháng 7 xá tội vong nhân, cúng cháo thí bằng những lá đa cuộn lại và đổ cháo vào đấy, đặt ở các gốc đa để giúp cho những vong hồn. Đấy là hình thức tín ngưỡng thuần túy dân tộc vào ngày rằm tháng 7. Nhưng những người lãnh đạo Phật giáo đã nhạy bén, đã tinh anh khai thác cái ngày rằm tháng 7 đó vì nó trùng với lại ngày cũng là rằm tháng 7 mà Bồ Tát Mục Kiền Liên trong một lần dùng pháp lực để mở cõi âm ra xem ở dưới âm phủ có chuyện gì, thì thấy người mẹ của mình vì kiếp trước sống ở trên trần này đấy là vướng vào nhiều lỗi lầm, cho nên bây giờ lúc này ở dưới cõi âm đang bị treo ngược lên và đốt lửa và đói khát nhưng không ăn uống được, vì cứ đưa nước và cơm đến miệng thì nó bùng cháy. Mục Kiền Liên hết sức thương xót người mẹ của mình bị cái nỗi khổ treo ngược như thế. Cho nên gọi đó là bằng chữ Phạn là Ulumbani. Chuyển sang chữ Hán thì U thành ra là Vu, Lum thành ra Lan, Bani thành ra Bồn. Như vậy chúng ta có cái lễ Vu Lan của Phật giáo vào ngày rằm tháng 7 thì nguyên văn phải gọi đó là Vu Lan Bồn, tức Ulumbani, tức là nỗi khổ treo ngược. Mục Kiền Liên vào ngày rằm tháng 7 đã xin Phật Tổ giúp cho mình làm sao đấy cứu thoát được người mẹ của mình. Và Phật Tổ đã dạy rằng hãy lấy ngày rằm tháng 7 là cái ngày mà kiết hạ của các nhà sư đã xong, thì mời các nhà sư đã tu tập được nhiều công lực như thế hội tụ lại mà cùng làm phép. Và với cái sự hợp lực của pháp thuật như thế đấy, bà mẹ của Bồ Tát Mục Kiền Liên được giải thoát khỏi cái nạn Ulumbani, tức là bị treo ngược. Nguyên văn cái sự tích Vu Lan Báo Hiếu là như thế. Nhiều người không hiểu, nhưng mà những vị lãnh đạo Phật giáo đã rất tinh nhanh dùng cái sự tích đó nhân trùng vào cái ngày rằm tháng 7 mà tạo ra cho Phật giáo cái hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo và hành động thực hành tín ngưỡng là Vu Lan Báo Hiếu. Cái chữ hiếu đã được Phật giáo sử dụng rất công phu, rất tuyệt chiêu và rất có hiệu quả là như thế. Bây giờ thì cái đó chính là kinh nghiệm
Thưa quý vị, để hôm nay, tại đây, giờ này, chúng ta được chứng kiến cái chữ hiếu của đạo nho, của dân tộc mà Phật giáo đã khai thác. Thì bây giờ hôm nay ở đây lần đầu tiên được tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ tích hợp vào trong các hành động, thực hành tín ngưỡng và niềm tin và thế giới tâm linh của mình. Quý vị ở đây hôm nay đang chứng kiến một sự kiện lịch sử, ấy là lần đầu tiên ở đây hôm nay vào ngày kỵ húy của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, đền cô bé Ngai Vàng tiên phong lần đầu tiên vận dụng chữ hiếu, đạo hiếu để tri ân các đấng sinh thành và tích hợp cái chữ hiếu đó vốn từ trước đến giờ không có trong hệ thống giáo lý và thực hành tín ngưỡng của đạo mẫu. Bây giờ thì có. Rất quan trọng, thưa quý vị. Đây là sự khai mở, sự tiên phong, sự mở đầu. Và đã là mở đầu thì cổ nhân đã có cái câu vạn sự khởi đầu nan. Muôn sự khó khăn mà lúc bắt đầu gặp được ấy, thì đấy là cái điều mà hôm nay chúng ta vừa chứng kiến, vừa tham gia vào cái sự kiện đó. Khó khăn rất nhiều. Chúng ta sẽ phải tham khảo xem cái nghi thức, chẳng hạn như thời xưa, để tri ân các đấng sinh thành, để tỏ lòng hiếu thuận, để thực hành chữ hiếu, thì các thế hệ ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta nữa đấy đã tìm ra và đã thực hành cái hình thức tín ngưỡng nào, lễ nghi nào để bày tỏ cái sự hiếu thuận, báo hiếu với các đấng sinh thành. Chúng ta thường gặp những động tác quỳ, hưng, bái. Đấy là lễ nghi của đạo nho và của dân tộc từ nghìn xưa. Đến thời gian gần đây, khi vận hành Vu Lan báo hiếu, thì từ Thiền sư Thích Nhất Hạnh, chúng ta thấy có việc mời cha mẹ ngồi ở đấy và rửa chân cho cha mẹ. Rồi thì những người dự Vu Lan báo hiếu của Phật giáo đấy, thì bông hồng cài ngực. Những người nào còn cha mẹ thì cài bông hồng màu đỏ. Những người nào đã mất cha mẹ rồi thì cài bông hồng trắng. Và cùng dự lễ nhìn vào ngực, nhìn vào cái bông hồng đó màu gì thì biết ngay và kính phục và chia buồn với những người tham gia lễ hội với bông hồng cài áo. Đấy là những hình thức mà quý vị ở đây, đặc biệt là đồng thầy trụ trì ngôi chùa cô bé Ngai Vàng này, rồi sẽ phải đầu tư suy nghĩ với tư cách là người tiên phong lần đầu tiên mở ra kỷ nguyên đưa chữ hiếu vào trong hệ thống tín ngưỡng đạo mẫu Tam Tứ Phủ. Tôi xin chân thành chúc tất cả các quý vị với sứ mạng, với ý thức về sự hiện diện ở một chương trình đầu tiên, đầu xuôi, đuôi lọt, rồi sẽ thành công với vai trò là người đầu tiên mở ra và đóng góp vào một kỷ nguyên mới, ấy là tích hợp đạo hiếu, chữ hiếu vào cho tín ngưỡng thờ mẫu Tam Tứ Phủ thiêng liêng trọng đại của tất cả chúng ta. Xin cảm ơn các quý vị. Vâng, xin cảm ơn và
Xin phép được mời giáo sư Lê Văn Lan sẽ nán lại sân khấu một chút ạ. Bởi vì ngay lúc này thì đồng thầy Huyền Tích thì sẽ có một bó hoa tươi thắm thay cho pháp hội ngày hôm nay. Thay cho lời cảm ơn gửi đến giáo sư Lê Văn Lan ạ. Vâng, và một lát nữa thì ở trên sân khấu cũng sẽ có những nghi thức để thể hiện tấm lòng báo hiếu với cha mẹ, với bậc sinh thành trên sân khấu. Và chúng ta sẽ dành cho giáo sư Lê Văn Lan một tràng pháo tay thật nồng nhiệt được không ạ? Cũng xin chia sẻ đến quý vị, giáo sư Lê Văn Lan, 90 tuổi, vẫn mạnh mẽ, vẫn rất mạnh khỏe, rất minh mẫn và chia sẻ với chúng ta đầy hào sảng, rạch ròi các câu chuyện về lịch sử, về văn hóa, về chữ hiếu trong suốt một giai đoạn vừa rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư sử học Lê Văn Lan với những chia sẻ ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, xin được mời giáo sư và đồng thầy Huyền Tích sẽ quay trở lại vị trí bàn khách mời để chúng ta tiếp tục theo dõi buổi lễ ngày hôm nay. Thưa quý vị thân mến, như MC Hoàng Quân đã vừa chia sẻ rồi và cũng như là ghi nhận những ý kiến đóng góp của giáo sư Lê Văn Lan, thì trong buổi lễ ngày hôm nay, ở phần cuối của chương trình thì chúng tôi cũng sẽ có một nghi thức để cho các con, các thanh đồng đạo quan sẽ thay cho lời tri ân gửi đến các đấng sinh thành của mình. Chính vì thế mà Hồng Nhung rất mong rằng là các bậc phụ huynh ngày hôm nay đã được mời đến với pháp hội thì cũng sẽ ở lại với sự kiện của chúng tôi cho đến khi kết thúc chương trình. Và nhắc về mẹ thì có rất nhiều những ca từ, những bài hát, những tác phẩm âm nhạc để viết về mẹ. Trong đó chúng ta đã từng nghe có câu như thế này ạ: nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Đây là hai câu thơ mà đã luôn in sâu trong tâm thức của những người con đất Việt và trong những tác phẩm thơ ca của Việt Nam. Trong đó thì nhạc sĩ Y Vân đã từng viết: thương con thao thức bao đêm trường, con đà yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày. Lặn lội gieo neo nuôi con tới ngày lớn khôn. Những ca từ mộc mạc đơn sơ nhưng cũng chạm đến cảm xúc của người nghe, chính bởi hoàn cảnh sớm mồ côi cha từ nhỏ. Tình yêu và lòng kính trọng đối với người mẹ tảo tần nuôi đàn con thơ cũng chính là động lực để nhạc sĩ Y Vân viết nên lòng mẹ. Và ngay lúc này đây, mời quý vị sẽ cùng hướng lên sân khấu và hãy luôn nghĩ ở trong tâm thức của mình, trong trái tim của mình một câu nói như thế này ạ: ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Yeah.
Nhà hát Quân đội ngày hôm nay cũng đã phát tâm dành thời gian đến đây để chỉ diễn cho chúng ta những tiết mục nghệ thuật rất đặc sắc. Vừa rồi là một tiết mục đầy xúc động, một bài biểu diễn với giai điệu trên nền nhạc là những giai điệu, những ca từ gợi nên những hình ảnh rất thân thuộc với tất cả những người dân Việt Nam chúng ta. Đó là ánh trăng, đó là làn gió, là cánh diều, là dòng suối. Tất cả đều đã gợi nên rất nhiều những ký ức, những cái cảm xúc. Và Hoàng Quân thấy rằng đã có nhiều quý vị khách mời ở đây cũng đã không kiềm được cái sự xúc động khi theo dõi cái tiết mục vừa rồi. Và tiết mục đó cũng đã khắc họa nên phần nào sự hy sinh, tình yêu thương vô bờ bến mà người mẹ Việt Nam đã dành cho những người con của mình. Một đời tần tảo, lặn lội, vất vả để dành trọn tình yêu thương cho các con. Vâng ạ, mỗi người thì sẽ mang cho mình một cảm xúc riêng. Những người mẹ thì thấy được những cái khó khăn vất vả và thương con của mình. Thế còn những người con ngày hôm nay thì cảm nhận được rằng là cha mẹ mình đã hy sinh vì mình đến như thế nào. Và chính vì thế mà đã luôn có câu nói là có sinh con thì mới biết lòng cha mẹ. Và lại có câu bạn đối xử với cha mẹ như thế nào thì sau này con cái của bạn cũng sẽ đối xử với bạn như vậy. Vậy nên bằng tất cả những sự chân thành nhất, bằng tất cả những mong muốn cho những người con của mình luôn biết báo hiếu, tri ân và đối xử với bố mẹ của mình một cách tốt nhất, thì đồng thầy Huyền Tích đã mang những cái trăn trở này đến với chương trình ngày hôm nay để qua những giai điệu âm nhạc, rồi qua những chia sẻ của giáo sư Lê Văn Lan để giúp cho tất cả quý vị có thể hiểu được hơn và từ đó có những cái hành động hay. Nhiều câu chuyện nhưng mà thời gian có hạn và cái lần đầu nó còn chưa được chuẩn bị tốt. Mong Pháp hội và toàn thể các vị khách quý là hoan hỷ. Lạy mẫu Anh Ninh, đệ tử Thù Nhang con trên ơn nhờ tiên thánh đình thần tam tứ phủ. Con ơn nhờ cô bé Thủ Đền, Ninh Tử Ngai Vàng Thượng Ngàn. Trên con ơn nhờ tiên thánh, ơn nhờ tiên tổ phun bồi cây đức. Còn kính chúc toàn thể Pháp hội thân tâm hoan lạc. Kính chúc giáo sư sức khỏe dồi dào. Kính chúc toàn thể Pháp hội lời chúc tốt đẹp nhất. Còn xin chia sẻ với toàn thể Pháp hội câu chuyện có cách đây hơn 500 năm. Cái sự hiếu hạnh đã được viết lại trong nhiều thánh tích và giai thoại. Năm 1434, thời Lê Thái Tông, đó là Đức Phạm Thái Ông và Đức Phạm Thái Bà đã sinh ra Tiên Chúa. Khi lên 5 tuổi đã có sự giác ngộ vì sự hiếu hạnh. Khi đó 5 tuổi mà Tiên Chúa đã nghĩ nếu như mình sinh vào cửa nhà nghèo thì dễ phần báo hiếu cho cha mẹ hơn. Nó cũng đúng như câu nhà nghèo mới biết đứa con nào có hiếu, đất nước nâm nguy mới biết đâu là kẻ bề tôi trung thần. Thì vì sao lại như vậy? Thì nhà giàu thì chúng ta thì mua cái gì nó cũng dễ luôn, làm cái gì nó cũng dễ. Nghèo báo hiếu nó sẽ khó khăn hơn. Thì cái sự khó khăn này chúng ta phải dành nhiều cái tâm huyết, cái chí hiếu hơn. Và cái câu chuyện của Thánh Mẫu Giáng sinh lần đầu nói lên sự hiếu. Cái giai thoại lần đầu tam sinh tam hóa ba lần, thì lần đầu Thánh Mẫu là một người con có hiếu. Lên 10 tuổi đã biết lo lắng cho bố mẹ. Cơm, thuốc thang khi bố mẹ đau ốm.
Và một mùa đông đêm trời xuông giá tuyết, Đức Phạm Thái Ông, tức cha của Tiên Chúa, ốm nặng đã 3-4 ngày mà thuốc thang không khỏi. Tiên Chúa nấy làm no nắng. Trời đêm xương giá rét như vậy mà 10 tuổi nén ra ngoài cầu trời khấn Phật giữa đêm xương giá tuyết, ướt đẫm cả người. Nửa đêm sực tỉnh giấc, mẹ Tiên Chúa tức Đức Phạm Thái Bà không thấy con đâu, bèn thắp đèn dầu đi tìm. Thì Đức Phạm Thái Ông thấy vậy tỉnh giấc cũng theo sau. Khi mẹ Tiên Chúa ra đến giữa sân thì bất ngờ nhìn thấy con mình đang cầm thắp nén nhang mà quỳ trước sân khấn trời đất thánh thần để phù hộ cho cha mình mau khỏi bệnh. Thì bắt gặp cái hình ảnh như vậy thì Đức Phạm Thái Ông và Đức Phạm Thái Bà xúc động. Con mình nhỏ tuổi mà đã chí hiếu như thế này, trong lòng vui khoan khoái. Tự nhiên bệnh tình thuyên giảm, từ đó không phải thuốc thang. Thì sự cảm động của Đức Phạm Thái Bà, Phạm Thái Ông thấy vậy, đợi con khấn xong mới gọi con vào trong nhà thay áo đi ngủ vì trời sương tuyết như vậy. Thì đấy, sự hiếu hạnh của Đức Tiên Mẫu lần đầu Giáng sinh thể hiện sự hiếu hạnh. Chúng ta là con của Mẫu, chúng ta chỉ noi theo, học theo cái hiếu hạnh của Mẫu. Còn sau 3 lần Giáng sinh, nhân, lễ, nghĩa, trí tín, thủy chung son sắc, dù lần thứ 2, dù Mẫu gì có lấy chồng rồi nhưng hết mãn hạn hồi tiên mà vẫn gì thủy chung son sắc, còn xin Ngọc Hoàng quay về để thăm chồng, thăm con. Thì đấy cũng là thủy chung. Đạo Mẫu chúng ta không thiếu nhân văn lễ nghĩa trí tín, Mẫu đã có hết rồi, bây giờ chúng ta chỉ noi theo thôi, làm thế nào để hoằng dương cho Đạo Mẫu ngày một tốt lên. Nay huyền tích cũng chỉ là noi theo hiếu hạnh của Mẫu mà thực hành, chứ không phải là mình tự suy tự diễn. Các cái thánh tích đã viết ra hàng trăm năm và chúng ta chỉ có việc xây dựng, làm sao bảo tồn văn hóa của dân tộc và phát huy để cho các thế hệ sau, mãi mãi về sau còn lưu truyền. Đó là một điều mong ước riêng của huyền tích và cũng như toàn thể của bản hội. Và mãi mãi sau này các đền phủ chúng ta xiển dương cái hình ảnh tốt đời đẹp đạo mà tiên thánh đã để lại cho văn hóa dân tộc mà chúng ta đang thực hành và gìn giữ. Nay huyền tích con cùng bản hội hội tụ về đây để tri ân đấng sinh thành, để noi theo hiếu hạnh của Đức Tiên Mẫu. Lần đầu còn nhiều thiếu sót, mong toàn thể các vị khách quý và bách gia chăm họ hoan hỷ lượng thứ đại xá. Câu chuyện thì cũng rất dài nhưng mà thời gian thì cũng có hạn, nên mong cả nhà hoan hỷ. Xin hết ạ. Và chắc là cùng với những tràng vỗ tay này thì đêm nay là thầy Huyền Tích có thể ngủ ngon hơn rồi. Sau rất nhiều đêm là phải nói thầy trăn trở với chương trình này ạ. Xin cảm ơn thầy. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn thầy Huyền Tích với những chia sẻ rất chân thành và cũng đầy xúc động gửi đến toàn thể chúng ta. Quả thực, chữ hiếu luôn là một cái điều mà người Việt Nam chúng ta rất coi trọng, và cái truyền thống đó cũng là một truyền thống đã có từ hàng ngàn đời nay, và nó luôn cần được gìn giữ, được thực hành, được phát huy và được lan tỏa. Không chỉ bởi thầy Huyền Tích mà bởi tất cả chính các quý vị, các đệ tử của ngôi đền ngày hôm nay. Và qua đó chúng ta cũng sẽ tiếp tục thực hiện được một cái truyền thống rất tốt đẹp của cha ông, của tổ tiên chúng ta đã để lại. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho những chia sẻ vừa rồi của thầy Huyền Tích. Thì được tổ chức trong thời gian rất là ý nghĩa vào tháng 3 âm lịch, và đó là tháng để cung nghinh thánh tiệc của
Đức Thánh Mẫu. Và nhắc đến hình ảnh của Mẫu, nhắc đến hình ảnh của mẹ thì chúng tôi bắt đầu có rất nhiều những cái cảm xúc từ những giây phút đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Lời xin lỗi, bên cạnh lời xin lỗi thì phải nhắc đến lời cảm ơn mẹ. Và ngay sau đây xin được mượn lời những ca từ của ca khúc này thay cho những người con đang có mặt ở đây gửi lời cảm ơn và xin lỗi đến những bậc sinh thành của mình. Ra từ câu hát ngọt ngào lời ru quê hương ta, đi hôm nay con về đây như nhìn thấy mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi. Trời quê hương ta đẹp vô cùng, mẹ ơi mẹ ơi. Mẹ tỏ xưa,
Vâng, xin cảm ơn các quý vị. Và tiếp theo sau đây, Diệu Thúy xin phép để gửi tặng các... Thank you.
Và như lời thầy Huyền Tích đã có những cái lời tri ân đến quý vị rồi, nếu mà còn có những cái điều gì sơ sót trong buổi lễ lần đầu tiên ngày hôm nay thì rất mong là quý vị gần xa sẽ hoan hỷ. Và cái điều mà ngay lúc này đây thì Hồng Nhung cũng muốn chia sẻ để thầy Huyền Tích có thể nở những nụ cười nhiều hơn. Bởi Hồng Nhung biết rằng là trong những ngày vừa qua thì thầy đã rất là căng thẳng cho chương trình này rồi. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay nhận được rất rất nhiều đông đảo sự yêu mến và sự chân thành của quý vị gần xa đã đến. Cụ thể là ngày hôm nay thì chúng tôi đã có 66 vị khách mời. Các đệ tử của Đền Ngai Vàng đã về dự là 144 đệ tử. Các học viên là 23. Nhân viên của bên chị Phương Ân và những người đồng hành cùng chương trình là có 4 người. Và đặc biệt là các sự kiện, các đơn vị truyền thông, báo chí và các máy quay ngày hôm nay đang có mặt để truyền thông cũng như là chia sẻ những hình ảnh rất đẹp của chương trình ngày hôm nay. Đó là 10 đồng chí quay phim đã cùng đến tham dự chương trình. Và ekip tổ chức trực hiện chương trình ngày hôm nay của đạo diễn Tống Xuân Tiến, chúng tôi đến đây với gần 20 người để hỗ trợ cho chương trình. Và tổng của buổi lễ ngày hôm nay chưa tính bộ phận lễ tân và rất nhiều những người khác đã cùng về tri ân để phát tâm công đức, là chương trình của chúng tôi đã thu hút được đến gần 300 người tham dự sự kiện ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị đã yêu mến chương trình. Vâng, và như chúng ta cũng đã vừa được nhìn thấy, tất cả những người nghệ sĩ, những vũ công, những diễn viên múa, họ đều cũng rất dành cái sự yêu mến với đền Cô Bé Ngai Vàng và cũng đã dành thời gian tâm sức để đến đây có những cái phần biểu diễn, những phần trình diễn vừa rồi như là các quý vị cũng đã vừa theo dõi. Vâng, thưa các quý vị khách quý, Hoàng Quân, Hồng Nhung cũng như toàn bộ ekip thực hiện chương trình đều rất tin tưởng rằng mỗi một vị khách ở đây, mỗi một đệ tử của ngôi đền Cô Bé Ngai Vàng đều đang nỗ lực từng ngày để có thể báo hiếu cha mẹ, để có thể có được những cái thành tựu. Và ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng rất mong muốn sẽ dành một chút thời gian để có thể kể ra những cái tấm gương về những đệ tử tiêu biểu ạ. Vâng ạ, và những đệ tử, những vị khách ngày hôm nay đến đấy, như chúng tôi đã vừa chia sẻ và vừa rồi trên sân khấu thì là Diệu Thúy của Sao Mai, bạn ấy cũng đã dành tình cảm đến với đền Cô Bé Ngai Vàng. Còn như Hoàng Quân đã vừa chia sẻ thì ngay sau đây chúng tôi biết rằng là đền Cô Bé Ngai Vàng thì có rất nhiều các đệ tử và ai cũng đều là những cái tấm gương xuất sắc. Mỗi người thì theo đuổi một công việc khác nhau và ai cũng là những người mà đang dành tâm huyết của mình để ngày đêm hoằng dương đạo mẫu cùng với đồng thầy Huyền Tích. Và trong đó thì có rất nhiều những cái tấm gương mà chúng tôi không thể kể tên hết được bởi bản hội thì rất là đông, nhưng mà cũng xin được là tri ân cũng như là gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất đến những đệ tử. Như là ngày hôm nay thì chúng tôi có Thanh Đồng Nguyễn Minh Phương, hiệu là Phương Ân. Hiện nay thì chị đang là một chủ chuỗi spa. Và bên cạnh cái việc mà chăm lo cho nhân viên của mình thì chắc chắn rồi, chị Phương Ân thì cũng dành rất nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình và cũng góp một phần công sức rất lớn trong chương trình ngày hôm nay. Và khi mà chúng tôi có nói là giới thiệu về chị Phương Ân hay là rất nhiều các quý vị, các thanh đồng ngay sau đây thì mọi người đều rất là khiêm tốn nói rằng là sẽ không xuất hiện trên sân khấu. Và chính vì thế mà Hồng Nhung xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn cho các thanh đồng đệ tử ngay sau đây sẽ được chúng tôi gửi lời cảm ơn ạ. Vâng, và chúng tôi cũng xin phép là sẽ được kể những câu chuyện để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về những cái đệ tử tiêu biểu này cũng như là câu chuyện của họ. Ví dụ như là Thanh Đồng Hà Thanh Tuyền, Diệu Minh Châu là một cô gái nhỏ nhắn nhưng đã làm được rất nhiều những điều lớn lao với những điều rất quý giá dành đến cho cha mẹ của mình, như là xây từ đường hay là xây nhà báo hiếu cho cha mẹ. Và câu chuyện tiếp theo thì chúng tôi sẽ kể về Thanh Đồng Nguyễn Minh Khôi ạ, cũng là một trong những đệ tử mà rất là chu toàn với gia đình và có rất nhiều những đóng góp cho xã hội và những cái công tác và những cái chuyến thiện nguyện rất là ấm áp ạ. Và Thanh Đồng Nguyễn Nam Hạnh, Diệu Nhân là một trong những đệ tử tiêu biểu về những việc làm hiếu hạnh với cha mẹ, gia đình nội ngoại ở hai bên dù tuổi đời còn rất trẻ. Và một trong những gương mặt tiêu biểu nữa đó là Thanh Đồng Nguyễn Thị Hương, hiệu là Diệu Quỳnh ạ. Chị cũng là một cái tấm gương mà chăm lo gia đình rất là chu toàn và luôn chia sẻ như là có những cái hành động rất là tuyệt vời để báo hiếu đến bậc thân sinh phụ mẫu của mình. Và vừa rồi thì đó là một vài những tấm gương tiêu biểu mà chúng tôi muốn kể với quý vị về đền Cô Bé Ngai Vàng thôi. Còn lúc này thì ở phía bên dưới là đang rất nhiều những thanh đồng đệ tử đang cầm sẵn những bó hoa thay cho những cái lời rất là tuyệt vời. Và thưa giáo sư Lê Văn Lan, đúng như là những gì mà giáo sư chia sẻ đấy ạ, thì trong buổi lễ ngày hôm nay là một buổi lễ đầu tiên mà có trong đạo mẫu như thế này, thì đồng thầy Huyền Tích cũng đã dành rất là nhiều những cái suy nghĩ của mình để có những cái gọi là những cái lễ nghi để tri ân cho các bậc sinh thành một cách đặc biệt nhất. Vậy thì ngay sau đây thì xin mời thầy sẽ trở lại sân khấu và gọi là sẽ để cho các con của mình sẽ nhìn thấy chính thầy cũng sẽ là người mà có những cái sự tri ân báo đáp đến cho thân sinh phụ mẫu cũng như là cho ân sư ạ. Vâng ạ, xin mời thầy Huyền Tích ạ. Vâng, và ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời
ông Phạm Trung Chủ là thân sinh của thầy Huyền Tích và thầy Tự Huyền Thông là ân sư của thầy Huyền Tích cũng sẽ cùng lên sân khấu ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ. Các đệ tử có thể cùng với thầy Huyền Tích xin được đón thân sinh cũng như là ân sư của thầy sẽ lên sân khấu ạ. Vâng, và thưa quý vị, đương nhiên rồi, để mở màn cho nghi lễ báo hiếu ngày hôm nay thì thầy Huyền Tích cũng sẽ là người đầu tiên thực hiện cái nghi thức này như là một tấm gương dành đến cho các đệ tử của đền Cô Bé Ngai Vàng. Và lúc này chúng ta đang thấy ở trên sân khấu cũng sẽ là những hình ảnh rất đẹp. Đầu tiên sẽ là những bó hoa chiên tươi thắm nhất dành đến cho người cha sinh thành kính yêu và dành đến cho ân sư của thầy Huyền Tích. Và chúng ta sẽ dành cho quý vị đại biểu một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Vâng ạ, chữ hiếu đúng như là chúng ta đã xuyên suốt trong chương trình ngày hôm nay, một điều vô cùng quan trọng trong tâm thức của người Việt. Và lúc này đây thì các đệ tử cũng đang được gặp thân sinh cũng như là ân sư của đồng thầy Huyền Tích. Để có một đồng thầy thủ nhang ngày hôm nay đã rất tâm đức với đạo mẫu ạ. Dạ vâng ạ. Nhân dân ta nhớ ơn đời ông cha. Bây giờ thì thầy Huyền Tích cũng sẽ thực hiện nghi lễ và một lát nữa thì các con cũng sẽ mời bố mẹ của mình lên sân khấu để thực hiện nghi lễ tương tự như là thầy Huyền Tích đang hướng dẫn cho các đệ tử của mình. Đây sẽ là thay cho những lời cảm ơn, những lời xin lỗi chân thành nhất đến quý bậc phụ huynh, những người đã sinh thành ra chúng ta ngày hôm nay ạ. Dạy con phải biết chữ tình, tình người nguyện ghi nhớ trong tim. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này đây sẽ là nghi lễ mà thầy Huyền Tích sẽ thay mặt cho các con của mình sẽ làm mẫu trước tiên để hướng dẫn các con của mình từ nay hãy luôn biết hiếu hạnh với cha mẹ của mình ạ. Và một lát thì các thanh đồng hôm nay có ai có mời ba mẹ của mình đến thì chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời lên sân khấu ạ. Vâng ạ, đây chính là hiếu hạnh của những người con đất Việt dành cho cha mẹ của mình. Những người đã tần tảo sớm hôm, mang nặng đẻ đau, ngày đêm dành những cái sự tốt đẹp nhất đến cho các con của mình. Mong rằng là cùng với những hành động rất đẹp của ngày hôm nay, thì từ nay chúng ta sẽ lan truyền nhiều hơn nữa những hình ảnh rất là tuyệt vời như thế này để luôn luôn ghi nhớ công đức của những bậc sinh thành ạ. Vâng ạ, xin mời thầy, phải nói là thân sinh của thầy Huyền Tích với những cái giọt nước mắt lúc này. Cha mẹ nào mà chẳng vậy, thấy sự thành công của con cái mình thì làm sao khỏi rơi những giọt nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của sự vui mừng, của sự thành công. Và dưới sân khấu lúc này đây thì cũng là rất nhiều những giọt nước mắt rồi. Cảm ơn quý vị đã dành những tình cảm rất đặc biệt ạ. Và cảm ơn những giọt nước mắt của ngày hôm nay. Chưa bao giờ những giọt nước mắt chúng tôi nghĩ rằng là không đẹp cả nếu nó xuất phát từ tận đáy lòng. Xin trân trọng cảm ơn thầy Huyền Tích. Xin trân trọng cảm ơn thân sinh của thủ nhang Huyền Tích. Xin cảm ơn ân sư ạ. Và xin mời thầy Huyền Tích sẽ nán lại sân khấu ạ. Và xin mời thân sinh cũng như là ân sư sẽ quay trở về với bàn đại biểu khách quý ạ. Lần đầu tiên mà con thấy thầy rơi những giọt nước mắt như thế này. Và Hồng Nhung chỉ là một trong những cái đệ tử rất là nhỏ bé của đồng thầy Huyền Tích thôi. Và cảm ơn cả những giọt nước mắt của giáo sư Lê Văn Lan đã dành cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ phía bên dưới đang có rất nhiều các đệ tử khác cũng rơi những giọt nước mắt rồi. Và với tất cả chúng con, những đệ tử của đền Cô Bé Ngai Vàng thì thầy Huyền Tích giống như là một người cha, một người mẹ thứ hai vậy. Đã cứu rất nhiều người, những phải nói là những thanh đồng có những cái hoàn cảnh rất là khó khăn và thậm chí là sức khỏe còn không được như bình thường. Nhưng mà từ khi mà gặp thầy Huyền Tích thì giống như là cuộc đời của các bạn đã được đổi sang một trang khác dưới sự dẫn dắt của thầy cũng như là sự che chở của Thánh Mẫu và Thánh Cô để có được những đệ tử thành công như ngày hôm nay. Những cô gái mặt hoa da phấn, những thanh đồng rất là tuyệt vời đang đứng ở bên dưới và sẽ là những bông hoa xinh đẹp nhất. Xin được mời các bạn sẽ cùng bước lên sân khấu để gửi tặng cho thầy của mình, người mà chúng con vẫn luôn gọi là Mế đấy ạ, Mế Huyền Tích ạ. Thầy có thể đứng lên giữa sân khấu để nhận hoa ạ. Vâng ạ, đây là những đại diện các đệ tử của đền Ngai Vàng. Còn ngày hôm nay có rất nhiều các đệ tử khác vắng mặt, chưa thể tham gia được. Nhưng phải nói rằng đây cũng đã là rất đông đảo các đệ tử. Dù bận rộn công việc, hôm nay cũng là ngày trong tuần, nhưng mà vẫn về đây để cho chương trình của chúng tôi được diễn ra tuyệt vời nhất. Và đây là những cái giây phút mà phải nói rằng tất cả các đệ tử khi mà tự hồi tưởng lại những cái dòng ký ức của mình, những cái câu chuyện của chính cuộc đời mình, thì đó, cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Vâng, và chắc chắn lúc này cũng là cái khoảnh khắc mà thầy Huyền Tích sẽ cảm thấy rất xúc động và rất trân quý những tình cảm mà các đệ tử đã dành cho mình.
đó là những bông hoa tươi thắm nhất, đẹp nhất. Cùng với đó là cái sự thành kính, sự tri ân mà các đệ tử đã dành đến cho người thầy mến yêu. Vâng, chưa bao giờ thấy chương trình nào mà nước mắt nhiều thế này cả. Vâng ạ, và sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển sang phía hai bên cánh gà để các đệ tử khác ở bên dưới cũng đang mau nước mắt lắm rồi và cũng rất muốn được lên sân khấu để lại gần với thầy của mình hơn ạ. Bây giờ thì các bạn sẽ thực hiện đảnh lễ nghi thức để tri ân công đức của đồng thầy Thủ Nhang đền cô bé Ngai Vàng, Thủ Nhang Huyền Tích ạ. Cha khắc ghi thành tín ngưỡng Việt Nam tứ phu vạn linh. Vâng, đây là những gương mặt mà phải nói rằng là đã đồng hành cùng với đền cô bé Ngai Vàng rất nhiều năm rồi. Mỗi người là một câu chuyện khác nhau, mỗi người là một cái nỗi khổ khác nhau, những cái vất vả khác nhau. Nếu quý vị đã từng chứng kiến những hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ, hay nếu quý vị cũng chính là những thanh đồng khi mà tự mình ở trong những câu chuyện này, thì người ta mới có một câu này anh Quân ạ, có đồng thì mới biết thương đồng, những cái vất vả và khó khăn. Đôi khi chỉ mong muốn được sống như một người bình thường thôi, nhưng mà đó là cái ước mơ mà rất là xa vời. Cảm ơn các bạn đã thực hiện nghi lễ đảnh lễ này. Và bây giờ thì sẽ là những bông hoa đến từ tất cả các thanh đồng đệ tử đã có mặt ngày hôm nay sẽ dành tặng cho Mế Huyền Tích ạ. Xin mời các bạn ạ. Những bông hoa có lẽ là thay cho những lời cảm ơn, tri ân công đức của thầy đã giúp đỡ cho các con vượt qua được những cái khó khăn và có được cuộc sống thành đạt như ngày hôm nay. Sau đó thì mời các bạn sẽ di chuyển sang hai bên sân khấu theo hàng của mình để quay trở về vị trí. Và lúc này đây thì sau phần nghi lễ này thì sẽ đến phần mà các con sẽ tri ân công đức đến với các bậc sinh thành của mình. Vì vậy thì ngay sau phần này thì chúng tôi cũng sẽ mời các bậc phụ huynh cùng lên sân khấu để nhận những cái nghi thức, những cái lời cảm ơn và xin lỗi đến từ các con của mình ạ. Tam tòa thánh mẫu. Vâng, đây là một cái khoảnh khắc rất đẹp ở trong chương trình của chúng ta. Mỗi một người đệ tử cầm theo một bông hoa tươi thắm gửi tặng đến người thầy của mình. Và thực sự đây là những cái khoảnh khắc mà chúng ta đã cảm nhận được rất nhiều những cái tình cảm, những cái sự yêu thương, sự trân quý mà thầy cũng như là các đệ tử đã dành tặng cho nhau. Và trên sân khấu lúc này thì trên màn hình LED của chúng tôi cũng đang hiển thị những hình ảnh của đền cô bé Ngai Vàng. Đây là một trong những niềm tự hào khi mà tất cả những người con được che chở dưới bóng của Thánh Mẫu, được nương nhờ Thánh Cô đã che chở cho các thanh đồng đệ tử đã có được những cái thành công và có được một cuộc sống bình thường như ngày hôm nay thôi. Chứ chưa kể đến là cái sự thành công được ạ, một cuộc sống được bình thường như bao người khác, không còn ốm đau nữa, không còn là đêm thức mà ngày thì mơ nữa. Đó là những cái điều mà đa số các thanh đồng sẽ phải trải qua như vậy. Những cái cảm xúc mà tự chính bản thân mình cũng không tưởng tượng nổi là tại vì sao giữa ban ngày lại phải trải qua những cái cảm xúc nó lạ thường như vậy. Thế nhưng đó, từ khi chính thức được là con của Mẫu, được Thánh Mẫu chia sẻ thì đã được mạnh khỏe hơn, bình an hơn. Và đó cũng là mong ước không chỉ của thầy Huyền Tích mà của tất cả những bậc cha mẹ sinh thành đều mong con cái mình được trưởng thành một cách bình an nhất. Và bây giờ thì không biết là thầy có muốn nói gì không ạ? Cảm ơn toàn thể Pháp hội, cảm ơn bản hội, các tân thanh đồng đệ tử còn nha. Thật sự là xúc động, không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn đến tất cả các vị khách quý cùng bách gia trăm họ ạ. Vâng ạ, con mời thầy sẽ về tiếp tục với những dòng cảm xúc này. Thưa quý vị, và đây là phần tiếp theo mà thầy Huyền Tích đã ấp ủ trong chương trình của mình, là cơ hội để cho các con nói lời cảm ơn và xin lỗi đến các bậc sinh thành của mình. Ở phía bên tay phải của sân khấu thì là rất nhiều các bậc phụ huynh đã được các thanh đồng đệ tử ngày hôm nay mời đến với buổi lễ tri ân. Vậy thì bây giờ Hồng Nhung xin phép là sẽ mời theo thứ tự là cứ 10 bậc phụ huynh sẽ cùng đi sang phía thảm đỏ để cùng với các con của mình sẽ bước lên sân khấu Và các thanh đồng thì chúng ta sẽ quan sát xem là lúc nào mà ba mẹ của mình đứng dậy thì sẽ cùng đồng hành với bố mẹ để bước lên sân khấu xin mời 10 vị phụ huynh đầu tiên của hàng ghế, sau hàng ghế đại biểu đấy ạ. Có những bậc phụ huynh nào được các thanh đồng mời đến đây ạ? Thì xin mời các cô chúng ta đứng dậy đi ạ.
Xin mời các cô, các bác đứng dậy ạ. Và các thanh đồng chúng ta sẽ quan sát xem là đâu là phụ huynh của mình. Chúng tôi xin mời các bậc phụ huynh và các thanh đồng chúng ta quay trở lại thảm đỏ và sau đó sẽ bước lên sân khấu để thực hiện nghi lễ tri ân công đức của các đấng sinh thành ngày hôm nay ạ. Dạ vâng, và một lần nữa thì ban tổ chức cũng xin được mời các bậc phụ huynh có đi cùng con mình. Xin mời các cô, chú, các bác chúng ta cũng sẽ cùng đứng dậy di chuyển ra khu vực thảm đỏ đây. Và cũng xin nhờ bộ phận lễ tân sẽ giúp để có thể mời các bác, các cô chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu ạ. Vâng ạ, và các thanh đồng sẽ đứng song song cùng với lại các bậc thân sinh của mình để cùng lên sân khấu đi ạ. 10 người đầu tiên được chưa ạ? Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ nắm tay mẹ đi lên sân khấu đi ạ. Mời các thanh đồng nắm tay mẹ đi lên sân khấu đi ạ. Vâng ạ, xin mời ạ. Sau đó thì xin mời các mẹ chúng ta sẽ ngồi vào những hàng ghế đã chuẩn bị ở trên sân khấu để cho các thanh đồng đệ tử sẽ thực hiện nghi lễ tri ân công đức của các đấng sinh thành ạ. Xin mời các bà các mẹ sẽ ngồi trên những hàng ghế của chúng tôi ạ. Các bạn đứng sau trước để chúng ta sẽ ghi lại những hình ảnh cùng với mẹ của mình đã. Và khi nào mà chúng tôi có lời chia sẻ thì các bạn sẽ ra phía bên trước để thực hiện nghi lễ sau ạ. Đây chúng ta còn 3 người nữa lên đi ạ. Xin mời 3 thanh đồng nữa lên cùng với ba mẹ của mình đi ạ. Rồi, thế một bác ạ, xin mời bác. Các bạn đứng ở phía sau đi ạ, để chúng ta có thể ghi lại những hình ảnh đẹp này cùng với ba mẹ của mình cũng như là anh chị em bản hội ạ. Được chưa ạ? Nào, bây giờ lúc đấy ai khóc rồi thì cười nào. Cười lên để có những hình ảnh đẹp nào. Dạ vâng ạ, sau những cái giọt nước mắt xúc động thì bây giờ là lúc để chúng ta sẽ cùng dành cho nhau những cái nụ cười của sự hạnh phúc, của tình yêu thương khi mà đã có ở bên người cha, người mẹ, bậc sinh thành của mình ạ trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì mời các thanh đồng bước ra phía trước để chúng ta thực hiện nghi lễ truyền thống hiếu hạnh của những người con Việt Nam. Rồi ạ, chúng ta sẽ thực hiện nghi lễ, sau đó thì sẽ tặng hoa ạ. Mời các bạn. Xin quý vị có thể tiếp thêm năng lượng cũng như là những cái lời yêu thương cho nghi lễ rất là tốt đẹp này ạ. Con ngàn đời sao tôn vinh, mẫu yêu thương cuồng phù trợ che nó ấm an bình, nhất tâm thiện sáng đồng thánh cao, tốt đời đẹp đạo là ước ao, gìn giữ truyền thống vẻ vang đất nước lạy mẫu anh linh. Vâng ạ, rất tuyệt vời ạ. Và sau đây thì sẽ là những bó hoa sẽ thay cho lời cảm ơn, những bó hoa mà các con sẽ gửi tặng cho bậc sân thinh của mình. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra chúng con được lớn lên và bình an như ngày hôm nay ạ. Và cùng với hoa thì sẽ là những món quà mà các thanh đồng sẽ gửi tặng đến ba mẹ của mình. Những món quà nhỏ thôi, nhưng đây là tình cảm mà chúng tôi cùng với các thanh đồng sẽ thể hiện. Mong rằng là ba mẹ sẽ luôn mạnh khỏe và ở bên cạnh các con. Vâng, và sau đây xin mời các thanh đồng sẽ dâng hoa và quà đến với bậc sinh thành, với cha mẹ của mình. Xin mời. Vạn chiến công bảo vệ nước nhà. Vâng ạ, sau đó thì chúng ta sẽ cùng đứng lên để chụp hình, sau đó là sẽ đưa ba mẹ của mình quay trở về vị trí ạ. Chụp ảnh ạ, chụp ảnh cùng với hoa và quà đi ạ. Các bác ở lại một chút để chụp ảnh đã ạ. Dạ vâng, và mọi người sẽ nhìn về ống kính ở phía dưới và cười thật tươi giúp chúng cháu ạ. Và thằng Hoàng Quân biết rằng là lúc này cũng là lúc mà cảm xúc của chúng ta đang rất là dâng trào, có những giọt nước mắt đầy xúc động. Và cùng với đó thì chắc chắn sẽ là một cảm xúc rất tự hào về tình yêu thương của các con. Xin mời các bác, các mẹ quay trở về vị trí ạ. Và xin mời
tiếp theo ạ. Vâng, và xin phép được mời 10 thanh đồng tiếp theo cùng với được sinh thành của mình. Chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức này ạ. Xin mời lên. Vâng ạ, hôm nay có cả mẹ của Hồng Nhung nữa thì Trầm Nhung cũng được dắt tay mẹ lên sân khấu ạ. Vâng, và xin được chào đón là mẹ của MC Hồng Nhung. Và lúc này thì chị Hồng Nhung cũng sẽ thực hiện nghi lễ này. Tam tòa thánh mẫu, ngũ vị tôn quan, chầu bà cao sang rối đến các hoàng. Thánh cô thánh cậu chấm linh, dạy con phải biết chữ tình, tình người nguyện ghi nhớ trong tim. Vâng, và sau đây thì xin mời các thanh đồng sẽ di chuyển ra vị trí phía trước để thực hiện nghi lễ. Nhất tâm thiện sáng đồng thánh cao, tốt đời đẹp đạo là ước ao, gìn giữ truyền thống vẻ vang đất nước lạy mẫu anh linh. Rồi, xin mời các thanh đồng sẽ đồng loạt thực hiện nghi lễ. Và bây giờ sẽ là những món quà đầy chân thành và những bó hoa tươi thắm mà các thanh đồng dành đến cho người cha người mẹ bậc sinh thành để đền đáp công ơn sinh thành nuôi nấng dưỡng dục để dành đến cho tình cảm bao la trời bể của các bậc làm cha làm mẹ. Và xin mời các thanh đồng sẽ dâng những bó hoa, những món quà gửi đến cho bậc sinh thành của mình ạ. Và sau đây xin mời cả thanh đồng cùng với các bậc làm cha làm mẹ chúng ta cũng sẽ cùng đứng dậy và nở nụ cười hướng về ống kính máy ảnh ở phía dưới kia. Và xin mời các cô chú chúng ta cũng sẽ cùng đứng dậy để đứng bên cạnh những người con của mình ạ. Và chúng ta có thể đứng bên cạnh nhau, có thể dành cho nhau những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt và nhìn về phía dưới kia. Và xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt dành đến cho các thanh đồng cùng với các bậc cha mẹ ở trên sân khấu. Những khoảnh khắc rất xúc động mà chúng ta đang có được ở trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn các cô chú, cảm ơn các thanh đồng. Chúng ta sẽ di chuyển theo hai lối xuống ở hai bên sân khấu ạ. Vâng ạ, và cũng như ba người con khác thôi, sau khi mà thực hiện xong nghi lễ cùng với cha mẹ của mình thì Hồng Nhung cũng vẫn quay trở lại với công việc thường ngày. Và tất cả các thanh đồng ở đây cũng vậy, đều là những người mà đang rất là trưởng thành và có những cái bước phát triển trong công việc. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời tất cả các thanh đồng tiếp theo ạ, sẽ cùng đưa cha mẹ của mình lên sân khấu ạ. Vâng ạ, chúng ta sẽ chụp hình ạ. Bây giờ thì mời các thanh đồng bước lên phía trước để thực hiện nghi lễ, đảnh lễ tri ân các bậc sinh thành. Mời các bạn bước lên phía trước đi ạ. À, xin mời các bạn bắt đầu thực hiện nghi lễ đi ạ. Tam tòa thánh mẫu, ngũ vị tôn quan, chầu bà cao sang rối đến các hoàng. Thánh cô thánh cậu chấm linh, dạy con phải biết chữ tình, tình người. Và bây giờ thì sẽ là những phần quà sẽ được gửi đến ba mẹ, những bó hoa, những phần quà gửi đến ba mẹ của mình ạ. Vâng, và chắc chắn rằng những khoảnh khắc ngày hôm nay ở trên sân khấu này cũng sẽ là những khoảnh khắc đầy xúc động và đầy ý nghĩa, và nó sẽ luôn ở trong tâm trí của các thanh đồng cũng như là của các bậc cha, của những người cha, người mẹ
của các bậc sinh thành, những người đang rất xúc động trước những khoảnh khắc, trước tình cảm, sự yêu thương và tình hiếu thảo mà con cái đã dành cho mình ở trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và xin mời các bạn sẽ tặng cho ba mẹ của mình đi ạ. Thay cho những lời cảm ơn, những lời xin lỗi đến các bậc sinh thành ạ. Và sau đó thì chúng ta sẽ đứng cạnh với các mẹ, các bố để chụp hình ạ. Hy vọng là bên cạnh những sự biết ơn này thì sau ngày hôm nay các cô, các bác, các chú cũng sẽ hiểu hơn cho các con của mình những vất vả của các thanh đồng trong cuộc sống mỗi ngày. Và những cái vất vả khi làm một thanh đồng như thế nào thì đây là những điều mà chúng tôi cũng muốn lan tỏa và chia sẻ với cộng đồng để hiểu hơn về đạo mẫu ạ. Xin cảm ơn ạ, mời các bạn sẽ đưa mẹ và bố của mình về vị trí đi ạ. Và chúng tôi chắc là đây sẽ là những vị khách quý cuối cùng rồi đúng không ạ? Vậy thì chúng tôi xin được mời quý bậc phụ huynh cùng với các thanh đồng, chúng ta sẽ bước lên sân khấu để chương trình sẽ cùng với quý vị tri ân ạ. Vâng, xin mời ạ. Vẫn còn đấy ạ, Hồng Nhung vẫn đang mời lên đấy ạ. Dạ vâng ạ, xin mời các thanh đồng, các gia đình tiếp theo ạ, với cô chú ạ. Xin mời các bố mẹ lên ạ. Non sông ta gớm hoa trời bao la, còn vang danh hàng vạn chiến công bảo vệ nước nhà. Nhân dân ta nhớ ơn đời ông cha, khắc ghi thành tín ngưỡng Việt Nam tứ phu vạn linh. Tam tòa thánh mẫu ngũ vị. Xin mời các thanh đồng chúng ta lên sân khấu cùng với lại bố mẹ đi ạ. Vẫn thấy các thanh đồng chưa lên hết đâu ạ. Thánh cổ thánh cầu chấm linh, dạy con phải biết chữ. Vâng ạ, mời các bạn đứng ra phía sau để chúng ta chụp hình đã ạ. Các bạn đứng ra phía sau đi ạ. Chắp tay lạy mẫu người anh linh trong con ngàn đời. Rồi ạ, và bây giờ thì mời các bạn bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ bước lên phía trước đi ạ. Và quỳ trước mặt ba mẹ để thực hiện nghi lễ ạ. Xin mời ạ. Bây giờ thì sẽ là những bông hoa và những món quà thay cho lời cảm ơn của các thanh đồng đến với ba mẹ của mình ạ. Vâng, và chúng tôi tin rằng cái hành động đầy ý nghĩa ở trong cái khoảnh khắc đặc biệt này, nó không chỉ là một khoảnh khắc nhất thời mà nó là một kết quả của cả một quá trình, của cả một tấm lòng hiếu thảo đã được xây đắp, được dạy dỗ và được rèn giũa từ khi còn tấm bé của các thanh đồng. Và cùng với đó cũng chính là tình yêu thương, sự trân trọng những công lao mà cha mẹ đã dành đến cho tất cả chúng ta. Và xin mời các thanh đồng sẽ dâng hoa, dâng quà gửi đến cho những người bố mẹ thân yêu của mình. Vâng, xin cảm ơn các thanh đồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chụp hình với bố mẹ của mình ạ. Vâng, chắc là cũng xin mời các quý phụ huynh là chúng ta có thể đứng dậy và cùng nhìn vào phía ống kính ở phía dưới kia. À, xin hỏi bên dưới là còn có thanh đồng nào mời phụ huynh đến mà chưa lên sân khấu không ạ? Dạ vâng ạ, xin cảm ơn các gia đình, cảm ơn các thanh đồng, cảm ơn các cô chú phụ huynh ạ. Chúng ta sẽ rút xuống ở hai bên sân khấu ạ. Và lúc này thì chúng tôi còn có những vị khách đã đến hỗ trợ cho chương trình ngày hôm nay. Đó là nhóm của chị Phương Ân ạ. Cô tổ hậu cần còn ai không ạ? Xin hỏi là còn ai ở bên dưới không? Nếu không thì chúng tôi sẽ thực hiện nghi lễ đây ạ. Mời các bạn tiến lên phía trước đi ạ. Đất sóc sơn địa linh trung tu đền ngai vàng lạc thú hoa. Vâng, xin mời các bạn sẽ thực hiện nghi lễ tri ân đến phụ huynh. Bây
giờ sẽ là hoa và quả. Xin mời ạ. Ở bên dưới còn ai không ạ? Chúng ta kiểm tra lại một lần cuối đi ạ. Và bây giờ xin mời các cô sẽ đứng dậy và nhìn về phía ống kính để chụp một cái ảnh ạ. Và mọi người có thể cười tươi và nhìn vào ống kính ở phía dưới ạ. Vâng, cũng xin cảm ơn những cô gái rất là xinh đẹp ngày hôm nay đã cùng ghé thăm đền thượng cô bé Ngai Vàng để cùng với chương trình thực hiện rất thành công ngày hôm nay. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay hy vọng rằng đã trở thành cầu nối để thay cho những lời cảm ơn, những lời xin lỗi chân thành nhất với những bông hoa nhỏ thôi, nhưng mà những tấm lòng thì lại rất là to lớn. Mong rằng là chương trình hàng năm cũng sẽ được tiếp tục để nối tiếp những cái truyền thống rất là ý nghĩa và đặc biệt như thế này ạ. Vâng, và tình cảm của cha mẹ dành cho con cái là thứ tình cảm to lớn, thiêng liêng và bao la nhất. Đến đây thì thời lượng của buổi lễ tại ngôi đền cô bé xin được khép lại. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm, sự ủng hộ và sự tham gia của toàn thể các quý vị. Và ngay sau đây thì xin mời toàn thể các quý vị sẽ ở lại để dùng cơm chay và lễ cầu bình an với tất cả chúng ta. Vâng, một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Và hy vọng quý vị sẽ có những điều trải nghiệm thật tuyệt vời. Và những cái điều bình an tốt đẹp nhất sẽ đến khi mà có những cái khoảnh khắc tại đền cô bé Ngai Vàng. Non sông ta gớm hoa trời bao la, còn vang danh hàng vạn chiến công bảo vệ nước nhà. Nhân dân ta nhớ ơn đời ông cha, khắc ghi thành tín ngưỡng Việt Nam tứ phù vạn linh. Tam tòa thánh mẫu ngũ vị tôn quan, chầu bà cao sang dối đến các hoàng. Cậu chấm linh dạy con phải biết chữ tình, tình người nguyện ghi nhớ trong tim. Chắp tay lạy mẫu người anh linh, chúng con ngàn đời số tôn vinh. Mẫu yêu thương phuồng phù chờ che nó ấm an bình, nhất tâm thiện sáng đồng thành cao, tốt đời đẹp đạo là ước ao, gìn giữ truyền thống vẻ vang đất nước lạy mẫu anh linh. Đạo là ước ao, gìn giữ truyền thống vẻ vang đất nước lạy mẫu